mình về lại quê hương. Sớm chừng nào, tốt chừng đấy. Đại ca chán ghét cuộc sống này rồi. Làm gián điệp suốt một đời giả dối, chưa có một lần nào sống thật với con tim. Luôn luôn lạc vào tình cảm, thích sống mộng mơ và ảo ước. Hơn là chém giết hung hăng, tạo ra chi bao nỗi thân. Đại ca hôm nay sao lạ lùng, có những ý nghĩ gì đâu đâu. Hay đại ca đang mơ đàn mộng, một người con gái đất Trung Nguyên. Mà trước đây đại ca đang quen nàng thì giả dạng là công nhân. Đó có hay không thì cũng không ăn nhầm gì. Vì mai mốt mình đã về quê hương. Khá hẳn dạng tuê. Hiệp Châu chỉ còn là biển lửa. Từng thấy người ngã gục trước gió ngựa của quân ta. Hãy nhìn kia cái điêu tàn thê thảm của Tân Bang trước lá cờ cũ dĩ. Khá hẳn dạng tuê. Mộ Dung Thạch đâu rồi? Muôn đâu? Hạ thần đang chờ lệnh. Cuộc phạt tống này ngươi chiếm công đầu, và Quế Minh là người được tuyên công kế đó. Mời hai gián điệp tài ba của đoàn quân Mông Cổ, ta dành cho các ngươi những phần thưởng xứng đáng. Dùng đội trưởng, ta ban cho chiếc Như Ý Lệnh được quyền yêu sách nhà vua một lần, nên nhớ một lần thôi nhé, dù là tha cho tội tử. Khá hẳn dạng thế. Hỡi ba quân tướng sĩ, ta truyền phải bắt sống cho kỳ được cha con quan trấn thủ thành Hiệp Châu đó nhé. Tâu nhân, tâu đại hát, quân tuần bắt được một gã nho sinh người Tống. Tâu hãy giao nó cho mộ đội trưởng Phát Lạc theo ta. Tâu nhân. Này gã kia, Mộ Dung Thạch, nhà ngươi là đội trưởng đội gián điệp Mông Cổ. Trời ơi. ông bạn là ai, sao lại biết tên ta? Nhà ngươi khốn nạn lắm. Ủa là này, ông bạn là ai mà dám mắng chửi tôi khi chúng mình chưa quen? Đã rõ ra mi là một công quan, mi gả cẩm tiểu thơ nhà họ Lý. Bạn là ai, sao biết được Lý Thiên Kim? Hiện giờ nàng ở nơi đâu? Hỏi đi làm gì? Để quỳ dưới chân nàng ta tội. Nàng sẽ không tha thứ tội cho ngươi. Trời ơi, làm sao nàng hiểu được khi tôi là con dân Mông Cổ, chỉ vì quốc gia dân tộc để tuân hành. Ông hạ nhìn xem khói lửa ngập Hiệp Châu, như mấy muôn sinh mạng dân lành chiều dẫm nát tan tành dưới vốn ngựa xâm lăng. Trời, trời ơi, tôi đã hẹn với nàng những trận chiến đã sớm hơn một ngày, biết ta còn gặp được người yêu không? Lý Thiên Kim đã chết rồi. Hả? Người nói sao? Ta nói nàng chết đi để cho ông được đóng trọn vai trò tên gián điệp. Và trước khi chết nàng có nhắn lời gửi trả lại cho ông. Kỷ niệm tình yêu vừa kết tổ trong buồn, yêu kiếp này không thể yêu nhau. Nàng hẹn kiếp sau chung trọn với người tình. Không, nàng không thể nào chết đi.
từng tiếng nói giọng cười, ngỡ trong buổi hẹn hò nàng vừa thoáng thoáng đâu đây. Nhà ngươi có thật lòng yêu Ly Thiên Kim không? Ta yêu nàng, ta đã yêu nàng, nhưng mà nàng đã chết rồi, làm sao nàng hiểu được lòng ta? Ly Thiên Kim. Dạ. Ông bạn, ông bạn vừa giả là phải không? Không, tôi có nói gì đâu. À, có lẽ mê sảng rồi thì phải. Phải. Ta yêu nàng, ta mê sảng, ta mê sảng, ta yêu nàng. Ly Thiên Kim. Dạ. Mỗi dùng đại ca gọi em. Ta có gọi ai đâu? Lạ chưa? Từ xa đến em nghe đại ca gọi Quế Minh. Đại ca à, không, đại ca đâu có gọi em, mà đại ca chỉ nhắc tên em với ông bạn đấy thôi. Phải, ông ấy nói là ông ấy sẽ cưới gái Trung Nguyên, chứ gái Mông Cổ dữ dằn hung tợn lắm. Nào là trời ơi, tôi có đại ca chơi gái Mông Cổ. Tôi phải rồi, khi Liên lõi vào Trung Nguyên, chắc đại ca nó phải lòng cô gái Tống nào đó chứ gì. Cô đường đoán không sai. Trời ơi, cái ông này sao không biết? Tại sao mày đặt bảo lại hả? Ủa, đại ca vừa mới bảo người này là bạn của đại ca. Thì bạn chứ sao, nhưng mà thằng chả kỳ quá. Thiệt kỳ lạ quá mà, sao hai người làm gì tôi không hiểu gì hết trơn hả? Không hiểu sao thì hiểu. Nhà ngươi là người Tống. Đúng. Và lúc nãy mi bảo đại ca ta có yêu một cô gái Tống. Đúng. Có thật vậy không đại ca? Sao đại ca yên lặng? Thì có. Sẽ cùng em trở về Mông Cổ từ giây.